Rồi, đầu video hai chồng xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một buổi sáng tốt đẹp và nhiều hạnh phúc nha. Sáng hôm nay hai chồng mình đi chợ thì đi kiếm mua chú sáp. Nhưng mà không có thì ghé nhà bà chị hàng xóm nè. Có một cái bắp chú sáp này các bạn. Rồi mình sẽ mua bắp chú sáp này về để làm gỏi ăn nha. Rồi mời các bạn cùng xem video chơi nha. À, đúng rồi. Hay quá, được cái bắp chuối rồi. Chưa được cái bắp chuối rồi. Là mới chọc không nha các bạn? Mới cưa xuống. Mới cưa xuống luôn. Mua trên chợ là không có luôn các bạn. Nguyên cái chợ cầu dây coi chợ của mình đó là không có luôn. Bây giờ mình chuẩn bị chọc cái bắp chuối thứ hai các bạn. Bà chị bà còn bắp nhỏ này mình bà bán mình chọc luôn. Sân vườn này nuôi gà thoải mái luôn. Ở vườn mình phải phá đó hả chị? Cho gà nó cưng. À, chị là phá là chị sợ gà phải ha. Sợ gà đi ra ngoài ha. Ờ vậy hả? Vô bà hỏi mới bắt con gà trống với con gà trống với con cá chơi mất tiêu rồi. Ờ, con cá chơi vàng ha. Ừ, hai con đó. Rớt mương. Rồi lộm gạo. Mau vậy đó hả? Ở đây chị trồng sảo nhiều quá ha. Em trồng á. Ở dưới nhà em cũng có sả nữa. Bà chị chủ nhà cũng vui tính bán hai bắp chuối nhưng mà cho tép sả nha. Bởi ở quê mình là gì các bạn? Tình nghĩa, bán thì vừa bán vừa cho. Ở đây chỉ nuôi gà cũng nhiều lắm, nuôi ngỗng nữa nè. À gì hả, đẻ được mấy trứng rồi chị? Con ngỗng nó đang ấp này các bạn. Mình chỉ có quay xa lại cho các bạn xem nha, chứ không phải là gần nó được. Hai chồng mình bữa nay các bạn mua đồ gì lũ khủ à, nào là ếch, rồi gà, rồi tóm lại là lũ khủ chân. Hôm nay có mấy bạn vui chơi các bạn, thì làm vài món để mình đãi khách, rồi chút xíu sẽ mời các bạn dùng luôn nha. Chắc này em bạn nó qua nha các bạn. Em bạn bên Lấp Giò hôm bữa mình có làm cái clip đi sinh tồn ngoài đồng á. Hôm nay mình làm thêm được cái món cá lồng tông kho queo, cái ba cái gao luộc mình chấm nhậu cũng có lý lắm nha. Thằng em nó đem qua mớ xào đậu với lá đinh lăng các bạn. Xíu là mình sẽ ăn sống nha. Đồ bổi hôm nay thì mình sử dụng là cái bắp chuối sáp nha các bạn, bắp chuối sáp đập nha. Với gao luộc mình chấm khô quẹt. Còn xoài sống này thì mình tráng miệng nha. Hôm nay đây là nhớ em Lâm nha, cũng cùng nghề luôn nha các bạn. Qua phụ tiếp nấu nướng nè, gọt xài nè. Để một hồi làm món tráng miệng. Vẫn là gà che. Gà mập không hả? Mập hả? Mập không à? Bà nói có trứng đó, bà nói có trứng đó, gà che, gà đẻ gì đó, có trứng đó, mà mới có không à? Thường sắp tới nhà là cho nồi bàn uống trà luôn, bánh uống trà rồi, sắp tới nhà bắt làm cái bà luôn. Chúng ta lên che á. Ớt này mình chiên giòn hết hay là mình gam muối mới không mớ phần nữa? Phần nữa này kia đi. À, vậy là phần nữa mình gam muối chung với gà luôn ha. Vậy là hái xả thì mới được. Chứ xả như đây không đủ rồi. Wow, gà có trứng luôn nha. Ớt này mình làm hai món nha các bạn. Phần nữa thì mình gam muối. Rồi phần nữa thì mình chiên giòn nha. Gà bữa nay bự hơn gà bữa có 700 gram mà gà bữa nay được 900 gram. Mà gà này mua rẻ hơn gà hôm bữa. Gà này bán ký. Bữa nay không biết bán gì bán còn. Bữa nay cái này 1 ký 1 giờ về tàu. Mỗi xài mình bỏ xuống đây nè.
ba bữa mới đổi lên. Ba bữa. Ở dưới quê á có lắm lắm. Nói em. Hôm nay mồi nhậu mình đãi khách thì có hỗ trợ thêm cái chảo khô quẹt của bà xã nha. Khô quẹt truyền thống luôn. Sáng mua mấy trăm? Bỏ ăn mới. Không có trăm nào hết. Nguyên mới không biết mấy trăm. Có cá bóng nữa hả? Cá bóng đó là một tông. Gà ôm xả. Bữa hai chồng làm gà ôm xả bữa rồi. Ôm xả luộc nước dừa. Còn hôm nay thì mình đãi khách gà gan muối nữa. Nó tiếng đãi khách chứ khách tới làm bắt khách làm cái bà. Con gà hôm nay cũng mập nha. Bỏ vô bụng nè, nó chín chưa nè. Chín. Có mời á, có mời bỏ ngoài. Con nữa đi. Bỏ nào đầy thôi. Ít đồng gan muối nha các bạn. Lúc trước mình có làm một clip ở với bên vợ mình rồi đó. Hôm nay mình cho ớt với gà gan muối chung. Hôm bữa mình làm ba ba với gà gan muối rồi. Tớ ớt với gà. Không có chắc mình đổi tên là tâm gan muối. Tâm gà. Tâm muối ớt. Rồi thêm con nhỏ nhỏ được rồi. Con bự nó chín không? Rồi. Rồi chuẩn bị gan muối nha các bạn. Bắt lên bếp rồi nha. Khi nào mà muối hết nổ là sẽ chín nha các bạn. Bữa lọc với đem lên mấy ký? Bữa lần ký hả? Lọc đem lên lọc gì? Ủa gì em chiếu nhọc với lọc hả ta? Bữa nó anh Quy đem trên quý hả? Ừ. Bữa nó đem chừng 3 ký vậy. Mà ớt đó ít nuôi ăn quá ngon. Ít nuôi mà ăn chiên nó cũng ngon nữa. Mình không có dai. Nè đúng là đồng luôn. Đem lửa cao lên cho nóng. Tìm rồi, bà xã lấy cái con bự ấy à. Lọc lại ra rồi. Rồi ớt này có thể là mình chiên hai mẻ nha các bạn. Mới chiên có 2, 4, 5 con à. Còn mớ ở đây nha. Chắc 3 mẻ quá. Hôm nay mình có thằng em Thái bên lớp dầu qua chơi. Phụ tiếp sáng vậy các bạn. Làm hôm nay chắc cỡ có chục món à. Rau với đồ ăn luôn là cỡ chục món nha. Hấp chuối này mới giờ mới hái xuống sáng luôn. Mới chọc sáng luôn. Đi hết cái chợ trên chợ luôn, không có một bắp nữa. Thấy nhiều kia. À, nó tại vì mua ở chỗ người ta chồng nó bán không có bán rồi nó trả thôi được 12.000 rồi. Cái này anh mua trên chợ cũng 10.000 ký rồi. Cái này ký rồi hết trơn, này ký 7. Chợ giờ 20.000 ký luôn á. Cái này bắp chuối sáp nha. Chú Hậu quá, chú Hậu cái mắt. Mua cái mẹt lâu rồi mà chưa có dịp xài. Đó, đẹp ghê không? Đẹp ghê không? Để cái dĩa xài lên. Còn miếng à, để miếng thôi. Để xài nóng hết. Lấy dĩa nhỏ bỏ vô. Không hết đâu, cởi mình rồi để ngoài đi. Để chén thịt chấm. Rồi như đây à, rồi đó, rồi ra nhậu nha. Khổ màu màng chứ á. Anh em nhậu với. Rồi. Chuẩn bị nha các bạn. Bây giờ chuẩn bị mình dọn ra nhậu nha. Bây giờ trước mắt thì mình ăn đồ bỏ trước đi. Rồi thịt cá là ăn sau. Trước mắt là mình ăn chay đi. Ăn chay đi ha. Nó chơi chứ bây giờ dọn ra cho các bạn. Mấy người bạn thợ mình á cùng nghệ với mình chuẩn bị vô rồi. Đi vô nghệ phận nhiều không? Chứ dòng hoàn thiện bé. Vậy hả? Bánh tết ha. Chứ đợt đó em lấy cũng không làm dễ em bán mà con cây nào nó hư cùi cả độc bán không bán không để rồi. Người ta thường ta ăn bò né, còn này mấy anh em ăn ít né. Cái này mà đem ra bàn không biết sao ngồi nhậu nữa Thái. Ớt này mình chiên tươi nhưng mà mình bỏ tí muối nha các bạn. Mình ướp bậy tí muối rồi xong rồi cho nó thấm khoảng nửa tiếng đồng hồ mình hãy chiên nha. Để chi? Để cho nó da nó săn nó vàng vậy nè.
nó giòn này, có độ giòn này các bạn thấy không, nó có độ giòn. Cái nồi gà này các bạn, gà với ớt gân muối đã chín rồi nha, nhưng mà mình chút xíu mình sẽ hâm lại nha. Giờ mình luộc dao trước. Hôm nay nhà có khách mà cũng hơi khách lạ mà, trong nhà không có làm được nhiều. Nhà hai chồng để chiếc đầu bếp ở Thái vậy. Này là đầu bếp ở Thái Lan vậy các bạn, tên Thái luôn. Đã đi Thái với chà anh đấy. Thấy nhiều. Giờ này đã xuất hiện thêm một bạn nữa các bạn. Một bạn đồng nghiệp nữa. Mua lửa chú. Mắc cỡ một hồi cũng lên à. Hôm nay mấy anh em đồng nghiệp hội tụ lại để làm xuyên xương. Mấy anh em trò chuyện tí. Đây là anh em tên Huy, cũng đồng nghiệp luôn nha các bạn. Hồi nãy là trọng tóc dài đó. Mấy anh em nghệ sĩ mà. Mở nó luôn ra đi. Vậy là 6 trứng là 6 thằng. Tổng cộng 5 thằng à. Dưng thằng rồi. Thả nấu quá khéo luôn các bạn ơi. Đây là vlog tương lai nha. Ok đâu, chưa? Đâu, thợ nấu Thái nói bây giờ mình chiên sớm quá, để lâu quá mà hồi nó không có thấy giòn, để nào ăn gần hết đi rồi chiên nữa. Rồi anh em vô sáng giờ không làm gì nhưng mà vô phụ xé gài các bạn. Đây. Rồi ra tay nghỉ hiệp luôn. Giờ mình dít lấy con gà trước đi. Wow, quá hấp dẫn luôn. Xén gà vào đây cho nước miếng này nhiễu nhão. Quá đẹp. Tụi em chạy qua nhà làm sao mà nói thôi mày về đi để tao nhậu cho được. Hai. Với đặng thì Thái, đầu bếp Thái đang làm trứng hồng đào nha. Còn phía bên này thì Huy, anh em bạn đang dọn mồi, đang chia sớt mồi ra. Mấy anh em mỗi người khâu để có ăn nha các bạn. Mình thì nhiệm vụ cameraman. Hôm nay cái mồi chính là con gà, nhưng mà mình thấy cái mẹt là đẹp nhất cho các bạn. Các bạn thấy cái mẹt bố trí gao gác rất đẹp không? Rồi, mời các bạn cùng dùng cơm với đại gia đình mình nha. Tóm lại là hôm nay có nhậu lai gai nha các bạn. Hôm nay quá nhiều món luôn. Nào là đây là gà gân muối, gà với ớt gân muối chung ha. Còn bên đây là ớt chiên giòn ha, ớt để da chiên giòn. Chảo khô quẹt này á là gà rau luộc mình chấm chảo khô quẹt ha. Còn rau đây, rau đây là em nó hỗ trợ cho mấy cái cọng đinh lăng này các bạn. Cái này là ăn rất nên thuốc nha. Còn cái này hồi sáng mình mua bắp chuối đó các bạn. Rồi xài thì mình cũng nói tóm lại thì ai thích chi thì dùng nấy ha. Rồi mời các bạn cùng dùng bữa nha. Rồi mời các bạn vô ngồi đi các bạn. Đây cũng có bạn đồng nghiệp mình áo thun đó, áo thun mặt mình sọt cũng mới tới, tên Hiền. Em là ghét mấy người ơi. Dạ các bạn, để mình quay cái này mình hôm nay tới nhà anh Tâm thưởng thức món ăn đồng quê ngon quá các bạn ơi. Cây nhà lá vườn nha, có chi dùng nấy nha. Ở nó tôm ra. Đây là Huy, đây là anh Hiền.
Còn đây là chồng chồng xì tai cu te. Đây là thợ nấu hồi sáng nha các bạn. Đây là bạn cũng của Thái. Rồi mời các bạn cùng dùng bữa với đại gia đình mình nha. Có kia dùng nãy nha. Hôm nay mấy anh em đại tiệc, mấy anh em đồng nghiệp đại tiệc bữa nha. Ô lên nhậu luôn bạn ơi. Đi ơi, lên nhậu luôn. Lên nhậu. Hả? Có cá không? Trên này có cá lên luôn nha. Đây có ông bạn cọp nha các bạn. Bạn cọp ngang sông mình. À, đang thả lưới để kiếm mới cá cho mấy anh em đồng nghiệp nhà mình nhậu đồng quê nha. Hỗ trợ cá thêm. Chúc sẽ hỗ trợ cá thêm nha. 1 2 3 vô. Rồi mời các bạn nha. Lên cho vui. Nó đã. Bên kêu chị. Bắt đầu rồi lấy đi. Đó đã. Giúp mọi người chơi giúp mọi người. Gà nếu tôm mở ra chịu hết nổi. Tưởng đâu là cái tiệm ở ngay chỗ qua bằng. À, lúc trước là tiệm em đắng. Vậy hả? Giờ đây. À. Ôi xong rồi lên đây luôn, về đây nha. Yên cơm. À, lúc trước là có tiệm ngoài qua bằng hả? Ăn chung là không có, bên chỗ này nè. Chỗ dây là chỗ qua bằng. Ăn cái ruộng nè. Ăn cái ruộng ăn từ trong ăn ra đó. Ăn cho mày đúng không? Ăn mày ăn từ chị. Từ trong ra trên đầu ăn xuống. Trên đầu. Dạ. Có người ăn rồi hả? Trên đầu ăn xuống đâu có. Có. Trời đất ơi sao mà không ngậu. Gái có chồng rồi mà sao mà gái khét khét hoài vậy. Đó, thoải mái luôn. Rồi, rồi, rồi. Hả? Hai con hả? Không chị. Vô anh cứt. Vô anh cứt. Không, 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 coi, có cái lù. Có lù. Để lấy cái lù. Để lấy cái lù cũng được. Không cái này ông bạn hỗ trợ được hai con cá mày Vinh có cái lu. Hai bạn cọp hỗ trợ cho hai con cá mày Vinh này các bạn ơi. Con cá bự quá chút xíu thiếu mồi mình lấy ra xử nha. Hãy để vô tủ lạnh để dành ăn. Rồi. Ngon không? Chỗ trọng lé. Anh gặp chú lên chảy mấy này nhưng mà em gấp không nãy gọi là đang chụp hình luôn á. Dạ hả? Đang chụp hình bé nhưng mà à. Cũng gần xong rồi. Xong rồi kịch kịch chạy vô liền. Ngon quá không? Để em ghi quên ra. Mất chú ngon quá anh em à. Chứ không ăn gà phải không? Không ăn gà phải không? Chưa ăn gà phải không? Con thấy con gà luôn nè con nè. Chú ngon quá. Cái chiên hả? Chiên. Không ơi, cái đó gần mũi anh. Cái ếch này á, ếch này là gan muối, còn ếch bên kia vàng á là chiên. Ngon quá, ếch đồng luôn hả? Ếch đồng luôn. Ôi là cái chén nước chấm cũng hấp dẫn nữa. Ừ. Thôi mày đánh quá không vậy? Quả phê. Sao rồi, phê không? Quả phê không? Cái dưới này, cái dưới này. Con dễ thấy. Thấy hèm ha. Có lá xà rong. Anh. Nó có lá lại bị gù lưng gì ta? Nó ừ, chiên lên nó giúp hôm nay. Cái thằng quá vậy mà nó cũng ngảnh trả lời câu hỏi em đấy. Đâu đâu làm lại. Không sợ đâu đâu. Dạ, anh nhảy, anh nhảy. Tại nghe ông ta không biết đường trả lời. Nãy là anh nhảy. Dạ. Ừ. Hết này gì cũng giống mình có thứ nó không có ta. Dạ. Cái nè. Dạ cái công thức luộc chín này coi. Dễ mà. 5 phút. 5 phút. Để luộc 5 phút. Nước sôi lên thôi để vô. Nước sôi bỏ vô. Đúng rồi. Còn một cái bí mật nữa. Được rồi. Tâm lý với mày. Dễ lặt lắm mà. Rồi.
Xéo đùi ơi, xéo đùi thử rồi. Thấy hay tin bữa nay nhậu hồi nào. Kìa, chén chấm nữa. Ngày mai nè. Cái này hả? Là hôm qua không ai xin nhanh cái trời. Anh nãy gì mới xin nhanh? Mấy anh em mình hẹn hôm bữa rồi đó. Hẹn anh phải nhớ chứ. Vậy là bỏ xô rồi. Bán một cái ha. Này sẽ bỏ xô rồi. Này sẽ bỏ xô rồi. Anh biết ở cái muối cho đi mấy bạn. Ở cái muối á. Chứ hồi nó xèo lại cái da không ngon. Ừ. Ăn ở cái muối đi. Đi. Ăn lớp đầu tiên phải ăn đây, đến hết đây mà ăn. Kiểm cho mày. Từ từ ra. Còn cái ếch chân giòn này mình ăn sao được. Ăn ếch muối trước đi. Ở 24-20 L. Nhiều anh không? Nó lợi. Và liếm đưa mỏ lên. Hả? Đút chục chục ra. Em có câu hiền mua tính mấy thằng ăn đúng mày. Làm gì cái mấy thiện. Thấm làm ăn hả? Ừ, câu câu ghi cho tao mày cầm cho được. Nè, tới Nguyên nè, biểu diễn kỹ năng lấy vợ nút cho nút bánh xèo nè. Đó. Ơ kẹp mấy ớt vô. Chưa phải đưa đầu lưỡi ra. Đưa đầu lưỡi ra. Gà có trứng luôn hả? Gà có trứng luôn. Gà treo trứng luôn á. Không quẹt nè anh Tâm ơi. Cá nè. Đúng rồi. Vô anh Tâm. Thứ gì vô nấu không? Chỗ đùi. Không rượu đâu chỗ đùi ba. Cái chỗ đùi này không phải là chỗ đùi mình. Cái đứng vô mày làm vợ mày nở mày luôn. Nhà mày đổ bát khoai ở nhà mày á, đổ thành tên của người yêu cũ. Chơi đốt nhà. Ừ. Làm ký. Bữa hấp xả hả? Phòng gà xôi nái. Lục xả bữa đó hai đây mày nấu với cái chậu này. Nấu mà lướt chứ nè. Hai con hai thằng ngồi ăn. Còn cần ký á. Trời đất ơi, gà muối này nó đã. Đã gì đâu mà có như quen. Đó như quen anh Tâm. Như quen Thái nữa. Bữa anh Tâm qua ăn cá lư kiến, bữa đó nhỏ không đi lên nướng. Nước mọi luôn. Cái nào được cả mọi nước nó không? Cái đầu tiên, gà, gà nó rất xét. Ở đó còn nhỏ. Gà sẽ chi gì? Gà nó là mài hả? Gà nó là mài. Rồi bắt lươn lên, lươn cho đặt gió á. Ở từ đất đó. Gà, ở từ đất đó. Gà nó ăn nó xét không chịu gà. Gà mài, gà mài. Gà mài, gà mài. Gà mài nó hay hơn. Gà xét nó như đường nó trộn lại. Bữa lấy lá sen quắn con gà rồi mới lấy lá sen ớt vô. Bốn tiếng hồ mà chưa ăn nữa. Chưa chín mới chín ở ngoài mà. Anh em nào xử cái trứng gà nè, trứng với bọng đẻ nè. Trứng với bọng đẻ nè. Trời. Thứ gì? Thứ gì chịu nổi hả? Mấy anh em phải cái cảm giác gọi là cái lịch sự, ăn khoảng từ tốn, ví dụ như mình ăn cắn được chút thôi nhưng mà kiếm tốn thiếu. Quốc miên đụng đi. Quý già. Miên đụng đi. Không có thể tin tưởng được. Thật không thể tin được. Con này về có đau bụng thì đừng có đến nữa. Sao? Như anh em miếng không bị chữ. Ăn em miếng anh. Ngại quá. Lấy Thảo. Alo. Alo. Gấp lại. Anh gấp gì cái trứng bự nhất gì vậy? Bữa nay có hẹn lại rồi cho trứng nè, ăn cá trứng với anh đi Thảo. Bữa nay hẹn chị An Tâm đó nhớ không? Cặp nha. Ăn trứng thì sao? Đang An Tâm. Con gì thế nào anh? Có ngon à. Trời ơi, bữa ai hẹn là sao? Rồi, con gì thế nào? Anh uống hết rồi. Ăn khóc luôn hả? Rồi chậm lê uống 5 lon, 6 7 lon. Anh có coi cho anh chị không? Hết trơn. Thằng ăn á. Ăn cái cảnh nhớ lại cảnh gì đúng không? Bây giờ lớn lợn ra đâu? Ăn cái này em tự nhiên em nhớ con gà. Có đâu. Mới bắt đầu con gà. Tại vì sáng nay em chưa đầu bếp luôn. Trời ơi, em không nhớ điện thoại nghe tiếng kêu cập nhật trên bạ không có được. Đó, trời ơi. Má mọi người ơi. Kẹp mấy ớt trộn. Thứ gì chưa nói. Thứ gì mà chịu cho nổi. Đạo lử. Đúng. Thôi đi về đi. Cái này chưa? Tao lại tao đẩy nè. Cái này là tao có đầu diễn không ơi. Ông mà một giờ đêm ông nhảy qua nhà tôi ông kêu đãi tận sọ rồi sao tôi đãi được. Một giờ đêm ai đã đãi. Thì chị lên lúc hai em với ông lên chị. Cái lỗ vô lên luôn. Ba này á mình không thích coi đá banh. Một hai phía. Alo. Dạ đánh chồng. Hỏi làm gì anh?
nghe quán nhậu coi đấy anh ơi. Tao ở sợ nghe có anh đang buồn hiểu không? Tao rất cái tao uống bia heo rồi kêu ba cái ngồi coi vô vô cái mình ngồi nên đó tôi nhìn đó hai đó một cái hai chỗ đồng vợ đồng chồng phát cái chả quẹt cũng cuộc ngày là cũng quẹt luôn á, không có nước, không có biển nước. Mẹ này còn của mình nè, con ấy gần con em điện thoại để sát vô hoặc là để gần gần đây là làm cái tỉnh đây. Đi luôn á, đi luôn á, đi luôn á. Đi luôn á, đi luôn á. Cái động này còn trên bờ không? Bờ hả? Để nó làm cái tảo nhỏ đi. Trời ơi, cái bước hả? Để mở lửa đi, cái muối đi. Mày đi em. Từ 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 nha. 1, 2, 3. Cạm lên, cạm lên. Chấm cạm lên. Rồi. Món này ngon như gà vậy. Kêu thiệt rồi làm thiệt. Chấm miếng muối ơi. Miếng muối kìa. Muối dưới kìa. Chấm muối ăn mới vừa. Cái này cho mình nó ngon. Cái tao lái rồi. Cái tao lái. Nãy giờ còn hai à, còn hai bắp kìa. Má tôi làm tấu hài quá, bắt tôi. Tôi thiệt anh em á, tôi làm tấu hài quá, tôi chụp hình tôi lên mạng công tôi mang nhục. Đem chai vào ăn giờ từ đây mình chỉ bằng chai vào ăn. Vui quá vui luôn. Đây đó nhà anh ta mang món dân dã. Quá vui luôn. Dân dã là món đồng quê phải không? 7 năm rồi đó, 8 năm á. Rồi mấy anh em mình cũng xin tạm dừng video tại đây với các bạn. Các bạn xem xong nếu thấy hay thì nhớ cho nút like, share và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của gia đình mình nhé. Rồi mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye các bạn. Chào các bạn. Hello. Lần sau mình sẽ lầy hơn.